Đức Phật là người mà gọi là tối cao nhất, tối linh nhất trong cái vũ trụ này, là bậc toàn trí, toàn giác, là bậc có thể nói là thần thông, phước đức và bậc nhất trên thế gian này. Mà Ngài còn nói rằng Ngài không thể ban phước, giáng họa cho ai, mà phước đức phải tự mình tạo ra, tự mình cầu, tự mình tạo ra. Nào, phước của mình do mình tạo, và mình tạo ra, mình được hưởng chính cái phước đó. Không ai ăn cắp được phước báu của ai. Của cái có thể bị ăn cắp, bị đánh mất, nhưng phước báu thì không ai ăn cắp được. Đấy. Và chúng ta thực chất là sinh hoạt, sống trong đúng cái phước báu của mình đấy, các con ạ. Đấy. Đấy. Phước báu đúng là không ai cho. Không thể tôi cho anh một chút phước của tôi được. Nghe? Hay là xin với thần cho con tí phước, xin Phật cho con tí phước được. Các con biết rồi, nếu chúng ta mà xin được Phật cho phước, thì Phật tiếc gì mà không cho, đúng không? Phật sẽ cho hết chúng ta phước báu, để thế gian này không còn một ai nghèo khổ, không một ai đau khổ cả. Vì Phật nhiều phước lắm, Đức Phật là nhiều phước bậc nhất trên thế gian này, không một ông trời nào bằng phước báu của Phật. Đấy. Trong kinh mô tả, một cái sợi lông chân của Phật thôi thì tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới, vô lượng chúng sinh làm phước cũng không bằng phước đức của một sợi lông chân của Phật. Đúng không thế? Vì Ngài đã vô lượng kiếp Ngài tu hành phước đức rồi, các con ạ. Thế mà Ngài cũng không thể ban cho chúng ta phước được. Cho nên phước mình phải tự cầu, tự mình làm, các con ạ. Tự mình tu dưỡng, rèn luyện, mình mới có phước báu cho mình. Và phước báu ấy là cái luôn luôn đi theo mình, là cái mình để giành được. Không ai ăn trộm, ăn cắp được phước báu của mình. Các con có phước báu như thế nào, các con sẽ được thọ hưởng đúng với cái phước báu của mình như vậy. Như Hoàng hậu Mạt Lợi, do phước báu của Hoàng hậu đã tích lũy từ tiền kiếp, và trong kiếp này Hoàng hậu lại tiếp tục biết làm phước, tuy rằng ở cái giai cấp hạ tiện, nhưng vẫn một lòng cung kính Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Từ bé đã biết thành kính cúng dường Sớt Bát Chư Tăng, lại biết cúng dường, lại có duyên được cúng dường cho Đức Phật nữa, với tất cả một cái tâm trong sáng, tin kính. Cho nên phước báu của bà rất lớn. Phước báu ấy đến nỗi chuyển cả thân phận của bà từ một nô tỳ trở thành một hoàng hậu, rất là kỳ diệu, rất là kỳ diệu. Và cái phước báu ấy khiến bà được thừa hưởng tất cả những cái gia tài của cung vua. Nghe? Đấy. Cái viên kim cương ấy cũng nằm trong phần phước báu của bà, cho nên có vứt đi rồi là cũng trở lại. Nếu bà không có phước báu được hưởng viên kim cương đấy, thì có thể viên kim cương ấy nó sẽ không thể về với bà ấy được. Đấy, các con ạ. Cho nên chúng ta ở đây, qua cái câu chuyện này, thì tất cả các con phải giác ngộ ra vấn đề này. Nghe không? Mỗi người chúng ta phải tự tích lũy phước báu cho chính mình. Vào. Mà tích lũy phước báu bằng cách gì? Bằng cách làm các việc thiện. Mà muốn làm các việc thiện thì tâm mình phải gieo trồng các hạt giống thiện lành. Các con phải chăm gieo vào trong tâm mình, cái mảnh vườn tâm mình ấy, nhiều hạt giống thiện lành, nhiều hạt giống phước đức. Đó. Thì cái tâm ấy mới khiến các con làm việc thiện, việc phước được. Đó. Đấy. Cho nên ấy, cái mấu chốt là chỗ này. Chúng ta phải tin chắc ở trên đời này, nghe không? Mọi cái chúng ta được thọ hưởng là do chính phước quả của mình, nghe không? Chứ không có cái gì khác. Chúng ta muốn thay đổi số phận của mình thì chính chúng ta phải tích lũy phước báu cho mình.
giống như cái gương của Hoàng hậu Mặt Lợi vậy. Các con đừng tự ti là mình gia đình nghèo khổ, vào giai cấp nghèo khổ gì cả. Mà đấy như Mặt Lợi mà còn lên được như vậy. Ở cái vấn đề là chỗ các con có tự mình cố gắng mình rèn luyện, mình gieo trồng những hạt giống phước đức hay không vào chính tâm thức của mình. Bản thân Thầy cũng thế, từ hồi nhỏ cũng thế, rất chăm làm phước, bố thí cho những người nghèo khổ, thương yêu họ một cách chân thành, giúp đỡ họ một cách chân thật. Đấy, có lần Sư Phụ đã kể các con mà lúc ấy Thầy chưa đi tu á, ngày 26 Tết được nghỉ ở cơ quan về, lương được lĩnh để ăn Tết nữa. Mà Thầy đi đường, Thầy gặp một bà cụ già gánh một cái gánh rổ giá lồng bàn. Cụ già khoảng độ bảy mấy, gần 80, 26 Tết rồi mà vẫn đi gánh, trông cụ nghèo, cụ khổ lắm. Thầy thương lắm, Thầy mới dừng xe máy lại hỏi cụ ở đâu. Cụ nói là tôi ở Nam Định, nhưng nhà tôi con cái thì nó cũng nghèo khổ, chẳng ai nuôi cả, tôi phải đi bán này để kiếm tiền để tự nuôi thân. Hôm nay đi chả bán được cái gì, Tết người ta cũng về vãn. Thế Thầy hỏi, thế rồi cụ bán này thì tối cùng ở đâu? Bảo tối tôi vào trong chợ, tôi nằm nhờ mấy cái lều trong chợ. Thế Thầy thương quá, thế Thầy mới bỏ tiền ra, bảo thôi cụ bán hết cho con cái gánh rổ giá lồng bàn này. Thế là cụ mừng lắm. Thế cụ bảo tôi không lấy lãi chú đâu, mấy đâu, tôi để vốn cho chú thôi. Bảo thôi được, con mua hết cho cụ, con biếu cụ nữa để cụ có thêm tiền, cụ gọi là ăn Tết, nghe không? Thế thì Thầy giờ phải nhận hết tất cả cái số lồng bàn rổ giá này. Thầy chằng trước chằng sau đầy hết cả một cái xe, vẫn còn thừa mấy cái Thầy phải đội lên trên đầu, đội lồng bàn. Thế mà cứ thế là Thầy phóng xe từ cái chỗ mà là cái làng Kim Lũ đấy, Thầy phóng. Thì Thầy bảo bây giờ mà đi đường mang cái này về thì không mang về làm gì cả, ở nhà mình cũng không thiếu lồng bàn rổ giá. Thế Thầy mới mang đến cái chùa Một Cột ở chỗ gần Lăng Bác ấy, Thầy vào để Thầy cúng vào chùa. Thầy cũng hay đi lễ ở chùa đấy. Thế Thầy vào thì gõ cửa sư cụ đấy, cụ nhìn thấy Thầy cũng tá hỏa, không biết là sao mà trông thấy Thầy hôm nay lại buồn cười thế. Thế Thầy mới kể với cụ là hôm nay con mua giúp với cụ già bán hàng để cho cụ đỡ khổ. Thế con mang con cúng vào chùa. Thế là cụ hoan hỉ, cụ nhận hết. Tức là từ hồi bé Thầy cũng rất chăm làm việc phước và rất là thích những cái việc giúp đỡ những người khó khăn, nghèo khổ, rất là thương. Và mình giúp người ta một cách chân thành các con ạ, không có một cái mong cầu gì cả, chỉ vì thấy thương mà giúp thôi, giúp đỡ. Cái này thì Thầy lại được từ gia đình, ông bà, cha mẹ đều dạy con cái phải biết thương người nghèo, biết làm phước, bố thí cho người ăn mày ăn xin. Đó. Đó. Thế và các con thấy Thầy cũng nghĩ rằng chắc mình cũng tích lũy những cái phước báu nho nhỏ như thế, cho nên khi mà Thầy đi xuất gia tu hành thì các con thấy việc công trình chùa mình đây, Thầy nghĩ nó cũng phải là từ những cái nhân duyên như thế. Thầy cũng còn không nghĩ là sao mình lại xây được cái chùa như thế này, hoàn toàn không nghĩ. Lắm khi Thầy ngồi nói chuyện với các đệ tử đó, Sư Phụ cũng không nghĩ là Sư Phụ làm được như thế này, cảm thấy nó như là một cái giấc mơ vậy đấy. Cũng giống như Hoàng hậu Mặt Lợi, chắc cũng có lúc nào bà ngồi và không hiểu sao mình lại làm Hoàng hậu, không hiểu. Đấy. Thế thì các con biết nha, vậy thì chúng ta nhớ, và Sư Phụ cũng thế, khi mà xem bài kinh về Hoàng hậu Mặt Lợi, nghe câu chuyện này, thì Sư Phụ rất tin tưởng cái điều này. Mỗi chúng ta có phước phận khác nhau các con ạ, phước phần khác nhau. Phước phần ấy nhiều hay ít là tùy ở chúng ta tích cực, tích lũy phước báu nhiều hay ít các con ạ. Và ta tích lũy được nhiều thì ta sẽ được cái phước báu lớn, thọ hưởng lớn. Cái chuyện đấy là sự thật. Có phước mà mình không hưởng phước thì phước ấy sẽ còn. Và phước báu ấy không ai có thể lấy cắp của chúng ta được.
nếu chân thật là phước báu của mình. Chúng ta phải có niềm tin như bà Mạt Lợi này, và phải có niềm tin như bà ấy. Đấy. Đấy. Thế thì hôm nay đến với đại chúng, với các con qua câu chuyện của Hoàng hậu Mạt Lợi, để Thầy muốn nói các con làm gì? Mỗi mỗi chúng ta phải biết rằng không thể đi xin phước của ai được. Phước báu này không ai cho mình được. Mỗi chúng ta phải tự tích lũy phước báu cho mình, tự mình làm, tự mình gieo những cái việc thiện lành. Và các con biết bố thí cho người nghèo khổ, và giúp đỡ mọi người, hy sinh vì mọi người, và biết sống vì cộng đồng, vì mọi người, làm những việc tốt lành. Các con đừng nghĩ rằng mình thiệt. Như lúc đầu Sư Phụ nói đấy, trong cái pháp giới mênh mông này, cái biển tâm linh ấy, các con không ra khỏi nó đâu. Đó. Đừng nghĩ rằng mình làm cái việc thiện này giúp người này hôm nay, mai người ấy phải trả lại cho tôi. Có thể mình giúp người này, người ấy không giúp lại ta, nhưng mà lại có người khác giúp mình. Đấy. Cái sự đáp trả ở trong cái biển tâm linh này nó như vậy đấy. Chứ không phải là cái chuyện cứ giúp ai là người ấy phải giúp lại mình đâu. Đấy. Các con, đấy là một chân lý. Các con phải tin rất là tin chắc cái điều này. Và xung quanh trong cuộc sống chúng ta vô số những câu chuyện minh chứng cho cái chuyện nhân quả như thế này. Đấy. Thế thì các con tin, thứ nhất là phải tự mình nỗ lực làm phước, tích lũy phước báo cho chính mình để chuyển hóa vận mệnh, số mệnh của mình. Đừng bao giờ mình tự ti rằng tôi con nhà nghèo, tôi ở cái gọi là đẳng cấp, giai cấp thấp, bần cố nông, không thể vươn lên được. Đừng bao giờ tự ti như vậy. Nếu các con biết tích lũy phước báu chân thật, thì phước báu ấy sẽ một ngày nào đó đầy đủ, nó sẽ chuyển hóa số mệnh của các con, cuộc đời của các con. Đó. Đấy là chân thật đấy các con ạ. Biết bao nhiêu người từ cái chỗ hàn vi rất nghèo khổ, rất là thấp kém, nhưng họ biết tích lũy phước báu, thế rồi họ bật lên, trở thành những cái người rất là có giá trị, rất là có địa vị. Đó, đấy là chuyện chân thật. Thế thì các con nhé, qua bài này, học gương của Mạt Lợi Phu Nhân, và cũng phải có bản lĩnh như vậy, chứ để chúng ta không ỷ lại, phải không? Ta không ỷ lại. Ví dụ ta được sinh vào một gia đình mà cha mẹ là có phước, là quan chức, giàu có. Thế thì cũng phải biết mình ấy cũng là có cái phước được sinh vào đây. Nghe không? Nếu chúng ta không tích lũy phước báu, rồi có ngày chúng ta hết phước. Nghe không? Cha mẹ mình cũng không biết tu phước, hết phước. Thế thì mình lại đi xuống. Đó, mình lại đi xuống. Nên thì qua bài này, Sư Phụ rất mong mỏi nhé, tất cả các con hiểu được cái vấn đề này, để ai ai cũng thế, chăm chỉ tu dưỡng rèn luyện làm phước. Và các con nhớ các cụ nhà ta có câu là gì? Dù cho để của bằng non, chẳng bằng để phúc cháu con được nhờ. Đấy. Để một núi của cho con cho cháu, không bằng để cái phước báo phước đức này cho con cho cháu. Mà để phước báo phước đức là gì? Không phải là mình để được, mà mình dạy cho con cháu mình biết làm phúc các con ạ. Biết làm phúc thì con cháu mình mới gọi là có phúc. Đấy gọi là để phúc cho con cháu, chứ không phải để của cho con cháu ăn chơi hưởng lạc hết, đó lại sa đọa. À, còn để phúc tức là dạy con dạy cháu phải biết làm phúc. Gia đình nhà Thầy thì Thầy dạy từ bé, các cháu bé đều phải biết bố thí, đều phải biết giúp người nghèo khổ, biết cúng dường làm phước từ bé. Ai cũng thế, tiền mừng tuổi cũng biết để dành một phần để làm phúc, cúng dường, bố thí. Ai ai cũng như vậy thì người đấy lớn lên sẽ có phúc báu. Nên thì hôm nay trong cái buổi chia sẻ Phật Pháp, Thầy đến với các con với cái chủ đề phước báu không ai cho, để chúng ta biết phải tự mình làm, và cũng không ai lấy được phước của mình cả. Mình cứ hiên ngang mà sống với phước báu của mình, nghe không? Mình đàng hoàng. Các con có phước báu, Thầy đảm bảo
các con đi xin việc cũng dễ. Đấy nhỉ? Đi xin việc cũng dễ, người ta nhìn thấy mặt mình ấy, có phước báo người ta muốn nhận rồi. Còn mà mình bạc phước, nhìn cái mặt nó thấy chán rồi, là thôi đấy. Đấy là thật đấy, sư phụ nói. Cái đấy là cái thật đấy. Cái phước báo của các con khiến cho trong cái quan hệ với người, người ta yêu mến mình. Các con hiểu không? Người ta nâng đỡ cho mình. Đấy là phước báo. Nếu các con bạc phước, không có phước, nó hiện ra cả tướng người, tướng mặt. Ta nhìn thấy mình, người ta chán rồi. Nghe không? Các con đừng làm cái gì để tổn phước, nghe không? Làm tổn phước là những cái việc các con làm những cái điều xấu, những cái điều mất đạo đức, nghe không? Mất đạo đức là mình mất phước báo. Bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu là mình mất phước báo. Đó. Các mất phước báo thì rất là khổ, khổ lắm đấy. Hey, sư phụ, chúc tất cả các con nha, tinh tấn, chăm học, chăm rèn luyện, đầy đủ phước báo để cuộc sống được hạnh phúc, an vui. Nếu chuẩn bị cho các con một cái hành trang tốt đẹp thì tương lai của các con nó sẽ được hạnh phúc lâu dài. Chính vì thế mà Thầy rất là chú trọng đến cái việc khám phá cái mảnh vườn tâm này của các con. Cho nên các con nhớ, hành trình cuộc đời của chúng ta cũng là hành trình mà chúng ta sống cùng với cái tâm này, và cũng là hành trình va vấp với nó. Nhưng va vấp này có người thì giác ngộ ra, có người không giác ngộ ra, không hiểu về nó. Và nếu không hiểu biết về cái tâm này thì mãi mãi luẩn quẩn khổ đau. Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Thích Ca cũng thế, Ngài là cái người đầu tiên trên cái trái đất này mà khám phá được ra cái tâm này. Cho nên Ngài đã trở thành vị giác ngộ, trở thành một vị Phật đầu tiên trên cái trái đất này, trong cái kiếp, hiện kiếp này. Cho nên phải khám phá, phải thấy được tâm, giác ngộ được tâm thì có thể thành Phật được các con ạ. Mà thành Phật được tức là các cái mục đích cao thượng chúng ta đều thành tựu được. Đã. Thế thì hôm nay vẫn trong cái lộ trình khám phá về vườn tâm. Thì các con biết ấy, nhiều người thắc mắc lắm. Cái tâm thì nó vô hình. Nó vô hình như thế thì có gì mà phải quan trọng? Chúng ta lấy chân mà đá một quả bóng nó vào tường với một cái lực nhất định thì nó đập vào tường, cái tường nó sẽ bật trở lại, quả bóng nó bật trở lại với một cái lực chúng ta đá vào nó. Chúng ta hô một tiếng thì cái vang nó cũng vọng trở lại. Khi chúng ta ở trong núi hay trong động, cái tiếng vang nó vang trở lại cho mình. Đấy là những cái phản ứng mà trong cái quy luật của vật lý các con thấy và trong thế giới vật chất các con thấy. Thế nhưng mà trong cái thế giới tâm linh này, cái tâm này nó có hình, có dáng gì đâu mà mình sợ nó phản ứng trở lại, hay là vì chẳng ai thấy nó nên mình có sợ gì? Mình cứ tha hồ mà nghĩ, nghĩ bậy, nghĩ bạ, nghĩ xấu, nghĩ ác, thoải mái, làm gì có ai biết. Mà nó vô hình thế thì sợ gì? Nghe không? Đấy. Giống như các con ngồi đây, các con nghĩ gì? Người bên cạnh đâu có biết đâu. Không biết. Và nó không biết thì làm gì có tác động trở lại. Quả bóng nó là vật chất, mình đá nó vào tường thì cái tường nó bật trở lại được. Thế còn tâm mình nghĩ thì làm sao mà sợ? Nhiều người cũng tư duy như vậy, nghĩ rằng cái tâm này nó vô hình, mình muốn nghĩ gì thì nghĩ. Rồi từ cái nghĩ đấy nó sai sử mình làm gì thì làm, làm gì có nhân quả, làm gì có báo ứng. Đó. Rất nhiều người tư duy rằng không có nhân quả, không có báo ứng. Nhưng thưa với đại chúng, trong cái thế giới này thì cái hiện tượng vật chất là một phần. Còn cái vô hình ấy, vật chất có hình tướng chúng ta thấy là một phần. Còn cái vô hình nó mới thật là lớn.
Như cái không trung này của chúng ta thấy, các con thấy nó lớn không? Rất lớn. Trái đất này tuy như vậy, nhưng so với cái không trung này thì trái đất cũng không là cái gì cả. Và cái gì lấp đầy trong cái không trung này ở gần với trái đất của chúng ta là cái bầu khí quyển, là không khí để chúng ta hít thở này. Và ra ngoài xa hơn nữa thì có thể không khí nó loãng, rồi đến chỗ không có không khí. Thì không có không khí thì nó có cái gì? Có nhiều người bảo nó không có cái gì cả. Nó không có cái gì cả thì sợ gì? Tôi nghĩ tôi làm gì, làm sao có vấn đề gì? Nghe không? Thế nhưng mà Đức Phật Thích Ca thì Ngài phát hiện ra ở cái chỗ mà gọi là không có cái gì cả ấy, không có cả không khí, nhưng chỗ ấy vẫn có các con ạ, vẫn tràn đầy. Đó chính là cái tâm linh giác của chúng ta. Cho nên cũng trong kinh Hoa Nghiêm, là cái bộ kinh rất là cao của Phật giáo, Đức Phật dạy cái bầu hư không này này, nó cũng giống như hòn bọt nổi trên mặt biển, mà cái biển ấy chính là biển tâm linh giác tính của chúng sinh. Đấy, cái biển tâm linh giác của chúng ta. Đấy, cái bầu hư không này cũng chỉ như hòn bọt thôi. Các con thấy trái đất này so với cái bầu không trung này đã rất là nhỏ. Nhưng cả cái bầu không trung này, chúng ta nhìn hết cả tầm mắt ấy, cũng lại rất là nhỏ trong cái biển tâm linh của chúng ta. À, biển tâm linh của chúng ta. Thầy nói tâm linh cho nó dễ hiểu. Như vậy, cái biển tâm linh này nó bao trùm tất cả. Các con ạ, và như vậy không phải là không có gì, không có không khí, nhưng mà có tâm linh. Đấy. Đấy. Không có không khí, nhưng mà có tâm linh. Giống như bây giờ cái giảng đường này ta đóng kín hết tất cả lại bằng một cái loại kính thật kín, sau đó hút hết không khí ra, mình gọi là trong này chân không, không có gì. Nhưng mà thưa với tất cả đại chúng, cái tâm linh của chúng ta nó vẫn xuyên qua tất cả, nó có đầy trong đấy. Cho nên Đức Phật mới nói là kể cả bầu hư không cũng nằm trọn ở trong cái biển tâm linh giác tính của chúng ta, chỉ như hòn bọt trên mặt biển thôi. Đấy. Cả bầu hư không này mà chúng ta thấy được này này, nó cũng chỉ như là hòn bọt trên mặt biển thôi các con ạ, rất là nhỏ bé. Như vậy các con mới thấy rằng chúng ta sống trong cái biển tâm linh này, thì đã sống trong biển tâm linh này thì đương nhiên mọi hành vi của chúng ta nó đều có tác động đến cái biển này cả. Các con thấy cái biển, ví dụ như Biển Đông to lớn như thế, thì một con cá nó quẫy ở trong biển. Các con bảo cái động ấy nó có động khắp cả biển không? Động không? Có động không các con? À, có bạn thì bảo là không động, và có bạn thì nói là có động. Ở đây, Sư Phụ xin nói với các con thế này, các bạn nào nói là có động là đúng thế. Làm sao một con cá ở biển nó quẫy mà lại không động? Nó quẫy là động rồi, và động ấy thì nó sẽ động cả cái biển ấy. Cái chấn động ấy con ạ, nó sẽ lan tỏa cho khắp cả cái biển ấy, không phải chỉ Biển Đông mà kể cả tất cả các biển vào sẽ bị ảnh hưởng. Chẳng qua chúng ta không đo được cái dư chấn của nó thôi, nó rất là nhỏ. Các con hiểu không nào? Đấy là sự thật. Đấy, một con cá ở biển mà quẫy, mà cái động của nó cũng là khắp cả biển, dù là con cá đấy rất là bé. Không thể nói là không. Chúng ta không đo được nó thôi, vì cái cường độ của nó rất là nhỏ, cực kỳ là nhỏ. Nhưng vẫn không thể là không, vẫn có. Vậy thì tâm ý của chúng ta ở trong tâm các con đây này, các con khởi một ý nghĩ là cả cái biển tâm mênh mông này nó đều động hết đấy. Các con hình dung ra chưa?
các con thì ở trên cái mặt trái đất này. Trái đất này ở trong bầu hư không này. Bầu hư không này này ở trong cái biển tâm linh giác của chúng ta. Các con thấy không? Đó, biển tâm linh giác là khắp tất cả, không chừa một chỗ nào. Có những chỗ đặc, chỗ kín thì không khí không chui vào được. Nhưng tâm linh của chúng ta thì nó vượt qua được tất cả. Nó cũng giống như cái sóng điện trường ấy, các con thấy không? Sóng điện trường nó xuyên qua cả tường vách. Con đóng cửa kín trong nhà, con vẫn nghe điện thoại được. Thì tâm linh của chúng ta nó còn sức mạnh hơn cả sóng điện trường. Thế cho nên các con biết là chúng ta sống trong biển tâm linh giác, trong cả một cái biển mênh mông như thế. Thì không phải là hành vi đâu, mà tư duy của các con, suy nghĩ của các con, ý niệm của các con đều khuấy động cả cái biển tâm linh này. Và chính vì thế mà nó có đáp trả. Nghe không? Quả bóng đập vào tường thì tường đáp trả lại. Chúng ta khởi ý nghĩ trong biển tâm linh này thì cái biển tâm linh này sẽ đáp trả chúng ta. Đấy chính là gốc gác của cái luật gọi là nhân quả vậy các con ạ. Cho nên chúng ta không thể nói rằng tôi muốn nghĩ gì thì nghĩ, ở đây không có ai, chỗ này không khí còn không có thì làm gì mà sợ. Nhưng mà tâm linh có các con ạ, tâm linh sẽ đáp trả chúng ta. Cái chỗ này là cái chỗ rất là sâu màu, vi tế, mà không phải dễ gì ai tin được và nhận ra được đâu các con ạ. Đức Phật là người đã phát hiện ra cái điều này, cho nên Ngài mới nói nhân quả không chừa bất kỳ một ai. Đấy là sự thật. Dù mình ở chỗ kín không ai biết, mình làm việc xấu, việc ác, đừng nghĩ rằng việc ấy mình làm không ai biết là không có nhân quả, mà nó vẫn có nhân quả kết thành đáp trả chúng ta các con ạ. Đó. Thế thì hôm nay tiếp tục để khám phá về cái mảnh vườn tâm của chúng ta. Chúng ta có một mảnh vườn tâm, bạn chúng ta có mảnh vườn tâm. Nhưng mà nói thế các con ạ, mảnh vườn tâm của chúng ta nó lại cộng thông với tất cả mảnh vườn tâm của mọi người và của tất cả chúng sinh. Nó cộng thông hết. Giống như nước ở Biển Đông mình, nó cũng thông hết với tất cả các biển. Nó thông với nhau hết đấy. Đó. Đấy chứ không phải là mảnh vườn tâm của ta là riêng ta đâu. Nó cộng thông với nhau nhé. Hôm nay Thầy sẽ đến với tất cả đại chúng với cái chủ đề trong cái hành trình về khám phá vườn tâm này. Chủ đề hôm nay là phúc đức hay là phước đức không ai cho. Sư phụ đặt một cái dấu chấm than, vừa là khẳng định và làm cái dấu hỏi để cho chúng ta phải giải tỏ cái vấn đề này. Phước đức không ai cho. Không ai cho nghĩa là không ai cho mình phước đức, mình phải tự tạo. Và đã không ai cho thì cũng không ai lấy đi được của mình. Và Sư Phụ muốn đến với chủ đề này thông qua câu chuyện về một cái nhân vật cũng rất là nổi tiếng trong Phật giáo. Đó là bà Mạt Lợi Phu Nhân. Câu chuyện đó bây giờ Sư Phụ bắt đầu cùng với các con. Thì kính thưa đại chúng, bà Mạt Lợi Phu Nhân, bà ấy là chánh cung hoàng hậu của ông vua Ba Tư Nặc. Ông vua Ba Tư Nặc là một vị vua cùng thời với Đức Phật Thích Ca. Ông ấy trị vì đất nước Kosala. Cái đất nước Kosala này thì ở cạnh cái nước Ca Tỳ La Vệ, là nơi mà vua cha Tịnh Phạn sinh ra Đức Phật Thích Ca đấy. Vừa rồi thì Thầy được cái duyên đi về thăm đất Phật Ấn Độ, được đi đến tất cả những các cái thánh tích này. Thì bà Mạt Lợi Phu Nhân này là chánh cung hoàng hậu của ông vua Ba Tư Nặc. Ông vua Ba Tư Nặc là trị vì cái nước Kosala, là một cái đất nước rất hùng mạnh thời bấy giờ.
Ông ta thì tính tình cũng rất là anh hùng á, nhưng mà ông cũng rất là thô bạo. Hùng dũng nhưng mà thô bạo. Đất nước của ông ấy giàu có, sung túc, dân chúng đông đúc. Ông ta đã có nhiều vợ rồi. Thế nhưng mà ông ấy thì thấy con gái của dòng họ Thích Ca. Chúng ta biết dòng họ Thích Ca là ở đất nước Ca Tỳ La Vệ, nước láng giềng của ông vua Bát Tư Nặc này. Dòng họ Thích Ca sinh ra Đức Phật Thích Ca. Thì con gái của dòng họ Thích Ca rất là xinh đẹp. Thì ông vua Bát Tư Nặc này, ông rất muốn lấy con gái của dòng họ Thích Ca. Thì ông cho sứ giả sang bên đất nước Ca Tỳ La Vệ thưa chuyện là vua tôi là muốn lấy con gái của dòng họ Thích Ca. Thế thì dòng họ Thích Ca bên này biết là cái ông vua Bát Tư Nặc này, ông tuy là hùng mạnh thật, đất nước ông hùng mạnh và ông giàu có, nhưng mà tính nét ông này rất là thô bạo, thô tháo, thô tục nữa các bạn ạ. Ông ỷ và ông là nước mạnh, rất là thô. Cho nên ấy, dòng tộc Thích Ca thì không muốn gả con gái của dòng tộc mình, gả công chúa cho vua Bát Tư Nặc. Thế thì một cái ông quan đại thần của vương triều, vương tộc Thích Ca là ông Mahanam, ông nghĩ ra cách là bây giờ mình sẽ đem một cái cô con gái, con của cái vị nô tỳ ở trong nhà mình trang điểm vào, rồi nói dối đây là công chúa của tộc Thích Ca, rồi cưới cho vua Bát Tư Nặc. Và cái cô con gái này ấy, là ai? Chính là bà Mạt Lợi. Đó. Thì bà Mạt Lợi này ấy, là con gái của một cái vị nô tỳ ở trong nhà của ông quan đại thần Mahanam, là của vương triều Thích Ca. Và cô Mạt Lợi thì được gả cho vua Bát Tư Nặc. Cô rất là xinh đẹp. Và vua Bát Tư Nặc khi mà cưới được Mạt Lợi rồi về thì phong cho Mạt Lợi làm chính cung hoàng hậu. Ông hoàn toàn không biết Mạt Lợi là con của một nô tỳ, nghĩ rằng đấy là công chúa của dòng tộc Thích Ca. Thì ở chỗ này á, trong sách của Phật giáo thì Đức Phật có nói là cái cô Mạt Lợi này có một cái nhân duyên phước báu. Tuy là con của nô tỳ nhưng mà cô cũng rất xinh gái, và cô có một cái tâm rất là hiền thiện. Hàng ngày cô đều phát tâm được cúng dường sớt bát cho chư tăng. Thế và rất nhân duyên, có một lần Đức Phật về thăm kinh thành Ca Tỳ La Vệ là nơi mà Ngài sinh ra. Thì Ngài đi khất thực thì gặp cô Mạt Lợi này, lúc ấy là một cô bé, độ 12, 13 tuổi thôi. Nhưng mà cô bé này với cái tâm rất là trong sáng, hiền thiện thì đã sớt bát cúng dường Đức Phật, rồi dâng một cái vòng hoa rất đẹp, một chuỗi vòng hoa rất đẹp cúng dường Đức Phật với một cái tâm rất là thành kính, trong sáng. Thế thì Đức Phật sau khi mà nhận cái sự cúng dường của cô bé Mạt Lợi này và nhận vòng hoa của cô dâng cúng, thì Đức Phật đã thọ ký. Đức Phật nói rằng cô bé này sau này lớn lên sẽ làm hoàng hậu. Các bạn ạ, Ngài nhìn thấy một cái hành vi như thế thôi mà Ngài biết cái phước báu của cô này, lớn lên cô sẽ được làm hoàng hậu. Mà cô ấy hiện đang là con của một nô tỳ, là cái giai cấp mà thấp nhất của Ấn Độ. Đại chúng biết là Ấn Độ thì có 4 giai cấp. Giai cấp thượng đẳng nhất là Bà La Môn, chuyên lo việc cúng tế rồi tiếp nối với thần linh. Cái giai cấp thứ hai là Sát Đế Lợi, là vua chúa. Vua chúa còn đứng sau giai cấp Bà La Môn.
Giai cấp thứ ba là giai cấp phệ xá, tức là thương buôn, buôn bán, người dân thứ buôn bán sống bình thường này. Và giai cấp thứ tư là giai cấp thủ đà la, đó là giai cấp hạ tiện nhất, thấp nhất, hầu hạ, nô tỳ, phục dịch cho các giai cấp trên. Thế thì mặt lợi lúc ấy là con của một nô tỳ, là thuộc cái giai cấp hạ tiện nhất, hầu hạ ở trong cung. Những năm tháng trước cô cũng rất chăm chỉ cúng dường sớt bát chúng tăng, mặc dù rất nghèo. Và duyên đợt này cô được cúng dường Đức Phật, thì Đức Phật nhìn thấy cái phước báu của cô, Ngài đã thọ ký cho cô là lớn lên cô này sẽ trở thành hoàng hậu. Khi Đức Phật nói câu này là có rất nhiều người được biết, chư tăng cũng được biết. Thế và đúng như thế các thưa đại chúng. Đấy, và sau đó thì cái câu chuyện ông vua Ba Tư Nặc, ông muốn lấy con gái dòng họ Thích Ca. Và dòng họ Thích Ca thì lại không muốn gả con gái của dòng họ mình cho ông vua Ba Tư Nặc này. Nên đã tính chuyện thay thế bằng con của một người hầu, chính là cô Mặt Lợi này. Đấy, đại chúng thấy không? Đấy, và Mặt Lợi lúc ấy thì đủ tuổi rồi, 16, 17 rồi. Rất xinh đẹp, trang điểm vào rất xinh đẹp. Thế là đưa sang nước Kosala. Vua Ba Tư Nặc thì cho là công chúa của dòng họ Thích Ca xinh đẹp mà mình từng ước ao. Thế là về là phong lên làm chính cung hoàng hậu luôn. Đại chúng. Đã. Và Mặt Lợi lúc này được làm vợ của vua. Mặt Lợi với tất cả những cái trí thông minh của mình đã giúp cho vua Ba Tư Nặc rất là nhiều, rất là nhiều. Và sau này chính Mặt Lợi đã giúp cho vua Ba Tư Nặc quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo, trở thành một người Phật tử thuần thành, hộ trì cho Phật Pháp. Đấy thì thấy đại chúng thấy, thân phận từ một cái người thấp kém như thế mà thật là may mắn trở thành một bà hoàng hậu, rất là kỳ lạ, không ai có thể nghĩ ra được. Ở cuộc đời này các con thấy có nhiều cái điều rất kỳ diệu không? Rất nhiều điều có rất kỳ diệu. Nghe không? Thế thì cái câu chuyện hôm nay liên quan đến bà Mặt Lợi phu nhân này, bà rất là giỏi, rất am hiểu Phật Pháp. Bà đã được học Phật Pháp từ lúc còn bé, yêu kính Phật Pháp vô cùng. Và bà Mặt Lợi này cũng là một cái người hộ trì cho Phật Pháp rất là lớn. Thì câu chuyện nó liên quan đến bà Mặt Lợi. Thì ở đây, hôm ấy vua Ba Tư Nặc và Hoàng hậu Mặt Lợi đang ngồi đàm đạo với nhau. Thì vua Ba Tư Nặc mới nói với Hoàng hậu Mặt Lợi thế này: Này Ái Khanh, ngày nay nàng có được vận số tốt đẹp, được làm hoàng hậu, tất cả đều nhờ có Trẫm, cho nên nàng phải biết ơn Trẫm. Nghe không? Ông vua ông nói với bà Mặt Lợi như vậy: Ngày nay nàng được cái số tốt đẹp thế này, được làm vợ của ta, phải không? Làm gọi là mẫu nghi thiên hạ như này, thì tất cả những cái tốt đẹp này đều là do Trẫm cả đấy, cho nên nàng phải biết ơn Trẫm. Nghe không? Nàng phải biết ơn Trẫm. Nghe không? Hoàng hậu Mặt Lợi tuy không nói gì, nhưng thật lòng bà không nghĩ như vậy. Một hôm quốc vương lại hỏi bà, tức là vua Ba Tư Nặc lại hỏi bà: Trên thế gian này người nàng yêu thương nhất là ai? Ông hỏi bà Mặt Lợi này: Này hoàng hậu, trên thế gian này thì hoàng hậu yêu thương nhất là ai? Và khi ông ấy hỏi như vậy thì tâm ông nghĩ rằng chắc chắn là hoàng hậu sẽ nói là yêu thương ta nhất. Thì ta là vua của một nước, ta lại còn là chồng của hoàng hậu mà ta lại yêu thương hoàng hậu như thế, thì chắc là hoàng hậu sẽ nói là yêu thương ta nhất chứ. Yêu thương ta nhất. Thế thì
Khi mà vua Hô Ba Tư Nạc hỏi Mạt Lợi như vậy thì Mạt Lợi mới nói rằng: thần thiếp yêu bệ hạ nhất. Nghe không? Nhưng mà cái nét mặt bà nói như thế, nhưng bà này có cái nét mặt nó không được vui. Bà tần ngần một lúc xong bà lại nói: nhưng tâu bệ hạ, nếu bệ hạ mà cho thiếp nói thật thì thiếp sẽ không nói như thế. Nghe không? Nếu bệ hạ cho thiếp nói thật. Thế thì ông vua Ba Tư Nạc cũng bảo: thì nàng cứ nói sự thật đi. Thì bà Mạt Lợi bà nói: nhưng thiếp nói sự thật, nếu mà không hợp ý của đại vương thì đại vương cũng không được xử tội thần thiếp nhé. Bà rào trước đón sau. Thế thì ông vua Ba Tư Nạc nói: mà nàng cứ nói, ta làm sao lại có thể xử tội nàng được. Nàng cứ nói sự thật đi. Ông cũng tò mò, tại sao nàng vừa mới nói nàng yêu ta nhất mà bây giờ lại đấy lại chưa phải là sự thật, đấy vẫn là dối ư? Nghe không? Thế thì sự thật nó phải là cái gì? Chắc là khủng khiếp lắm đấy. Đó. Ông cũng có thể nghĩ có hay là bà vợ mình, bà hoàng hậu này lại có tâm tư với ai, có tình cảm riêng tư với ai chăng? Cho nên ông cũng rất là nóng lòng, muốn đợi cái câu trả lời thật của bà. Thế ông dục: nàng nói đi. Nghe không? Thì Mạt Lợi phu nhân bình tĩnh mới nói: muôn tâu bệ hạ, nếu bệ hạ muốn nghe lời chân thật thì thiếp sẽ trả lời rằng người mà thiếp yêu thương nhất chính là bản thân mình. Đấy chúng ạ, người mà thiếp yêu thương nhất chính là bản thân mình, không phải là hoàng thượng đâu. Nghe không? Người mà thiếp yêu thương nhất là chính là bản thân mình, không phải là hoàng thượng. Đấy. Đã. Thế thì vua Ba Tư Nạc nghe như vậy cảm thấy rất khó chịu. Ông mới nói một cách hằn học thế này: nàng có được cuộc sống tốt như vậy, vật dụng tốt như vậy, vương vị như vậy, tất cả đều nhờ vào sự cung cấp của chấm. Nghe không? Đều do ta cả. Tại sao mà nàng lại nói như thế? Thế thì Hoàng hậu Mạt Lợi đáp thế này: tâu bệ hạ, không phải như vậy. Thần thiếp từng nghe Đức Phật dạy rằng đây là phước báu đời trước do chính thần thiếp đã tạo ra, chứ không phải nhờ bệ hạ ban cho. Chúng ta thấy bà cũng bản lĩnh đấy chứ, đúng không? Bản lĩnh. Ở đây á, các bạn gái có bạn nào bản lĩnh như bà không? Nghe không? Ông vua mà ông không ưa là ông ra lệnh chém đầu. Đấy, ông vua thì ông nói rằng tất cả mọi cái của nàng, từ cái vương vị hoàng hậu cho đến tất cả mọi thứ, lầu vàng gác tía, người hầu kẻ hạ, địa vị cao quý là do chậm ban cho nàng. Thế mà sao nàng lại không yêu ta nhất? Nàng lại nói là nàng yêu nàng nhất. Ông ngạc nhiên. Thế thì bà Mạt Lợi bà cũng rất là bản lĩnh. Bà nói rằng: tâu bệ hạ, thần thiếp được nghe Phật Thích Ca dạy, cô ấy được nghe từ bé Phật dạy. Phật dạy là gì? Tất cả những cái mình có được á, là do phước báo của chính mình đời trước mình làm hoặc trong đời này mình đã làm. Nghe không? Cho nên mình được hưởng cái phước báo ấy.
thần thiếp được hưởng cái phước báo ấy không phải là do chẫm ban cho thần thiếp đâu. À, câu này mới lại càng ghê gớm, nghe không? Câu này thì đúng vào tự ái của ông khổng khiếp đây, nghe không? Thế thì ông vua này thì rất là yêu Mạt Lợi, yêu hoàng hậu lắm, nhưng ông cũng giận lắm. Ông giận vô cùng. Ông muốn tìm cách để cho hoàng hậu phải biết rằng tất cả mọi thứ bà có được đều do quốc vương ban cho. Ông liền cố ý tặng cho bà một cái chiếc nhẫn kim cương vừa lớn vừa sáng. Nghe không? Ông mới nghĩ ra một cái kế để ông mới bắt bà phải tuân phục cái ý kiến của mình. Nghe không? Phải nghe theo ý kiến của mình. Thì ông mới nghĩ là ông sẽ tặng cho vợ, tặng cho bà một cái nhẫn kim cương thật là giá trị. Nghe không? Sau đó, nhân lúc hoàng hậu ngủ say, ông sai người lén lấy, vứt cái nhẫn ấy xuống sông. Nghe không? Ông cho rồi, ông lại sai lính hầu. Lúc mà bà hoàng hậu ngủ say, lén lấy trộm cái nhẫn kim cương ấy, vứt xuống sông. Trong lòng ông hậm hực nghĩ rằng chấm sẽ chứng minh rằng vận số tốt đẹp của nàng đều là do chấm ban cho. Nghe không? Ông quyết phải chứng minh bằng được. À, bà bảo rằng là mọi cái là do phúc đức của bà. Thì đây, cho bà cái nhẫn đây, hôm nay bà mất đấy, vứt đi mất rồi. Nghe không? Ông chứng minh đấy. Thì sáng sớm hôm sau, hoàng hậu đi tìm quốc vương. À, bà bị mất cái nhẫn kim cương, bà đi tìm vua. Bà phải hỏi. Thì lúc này vua Ba Tư Nặc giả vờ như không biết gì, nghe không? Mới cố ý hỏi bà: "Này hoàng hậu, thế chiếc nhẫn kim cương chẫm tặng cho nàng đâu rồi? Sao không thấy đeo vào?" Nghe không? Ông đóng kịch, ông giả vờ như không biết chuyện gì. Đấy, các con đấy, vợ chồng với nhau đấy, nghe không? Đấy, vợ chồng nhau đấy, đóng kịch. Này, thế hôm qua chấm tặng cho nàng cái nhẫn kim cương cực kỳ đẹp, đâu rồi không thấy đeo vào, nghe không? Thì hoàng hậu mới đáp: "Tâu bệ hạ, tối hôm qua lúc thần thiếp đi ngủ, không biết đã để nó ở đâu mất rồi, tìm mãi không thấy." Nghe không? Tìm mãi không thấy. Bà thì rất thật lòng, thật tình. Ai mà dám vào cung mà lấy của hoàng hậu? Cái, nghe không? Cái này ai mà không bao giờ có thể có chuyện đấy. Lấy mà cái nhẫn kim cương ấy thì chết. Nghe không? Cái nhẫn ấy mà có bán ra không ai dám mua. Biết là của nhà vua, của hoàng hậu thì không ai dám mua cả. Nhưng mà hoàng hậu rất thật thà, nói là đi ngủ thôi, không biết sao lại mất. Tìm đâu không thấy. Đã. Thế lúc này ông vua Ban Tư Nặc mới coi như là vỗ đùi ông cười. Ông nói này: "Đấy nàng xem, nếu như đây là phước báu của nàng, thế thì hiện tại chẳng phải nàng đang không có đó hay sao? Rõ ràng chấm có thể ban cho nàng kia mà." Nghe không? Các con hiểu như này không? Ông vỗ đùi ông cười khà khà, ông nói là: "Đấy nàng xem, nếu như nàng bảo là mọi cái vương vị của cái này á, đều là phước báu của nàng, thế thì sao bây giờ nàng không có cái nhẫn kim cương đi?" Nghe không? Đó, rõ ràng là chẫm có thể ban cho nàng đấy. Thế nghe không? Có thể ban cho nàng. Ta ban cho thì nàng có, còn không cho thì nàng không có. Đó. Bây giờ nàng có đâu? Hôm qua ta ban cho nàng có đấy, thế còn bây giờ nàng có đâu? Đúng không? Ông lập luận gớm đấy. Nhưng mà hoàng hậu Mạt Lợi rất thản nhiên đáp rằng: "Tâu bệ hạ, tất cả là tùy duyên thôi. Những gì thuộc về thiếp thì nó sẽ là của thiếp. Những gì không thuộc về thiếp thì tìm cầu cũng vô ích thôi." Đấy, ở đây nhé, các bạn gái phải bản lĩnh như thế, nghe không? Cái gì thuộc về thiếp, nó sẽ là của thiếp.
Còn cái gì không thuộc về mình thì tìm cầu nó cũng không được. Tìm cầu không được. Bà rất bản lĩnh, tùy duyên thôi. Đó. Các con đấy nhỉ, chỗ này phải học cái bản lĩnh của bà. Biết là ông vua, ông biết là hoàng hậu vẫn hy vọng tìm lại được chiếc nhẫn kim cương. Vua Ba Tư Nặc cười thầm trong bụng. Nghe không? Ông mừng lắm, bây giờ bẻ được cái lý luận của vợ rồi, nghe không? Gọi là đập được lý luận của vợ rồi. Ông là đắc thắng. Ông đắc thắng. Bà Mạt Lợi thì bà rất là tin hiểu Phật pháp và tin nhân quả lắm. Nhà ông vua lúc này, ông vua Ba Tư Nặc lúc này ông chưa tin Phật, các con ạ. Ông chưa tin Phật đâu. Lúc này ông chưa tin. Mà dần dần rồi bà Mạt Lợi bà dẫn được ông tin được Phật, tin được Tam Bảo, quy y Tam Bảo. Rồi câu chuyện tiếp tục. Ông vua lúc này ông đắc thắng lắm. Đắc thắng lắm. Mấy ngày sau, hoàng hậu Mạt Lợi có tổ chức một buổi chiêu đãi các vị khách nước ngoài. Do đó, bà sai thị vệ ra chợ mua mấy con cá lớn về để làm thức ăn đãi khách. Lúc người hầu mổ cá đó, thì bất ngờ phát hiện trong bụng của một con cá lớn có một chiếc nhẫn kim cương. Này chúng ta... bất ngờ. Người hầu kinh ngạc, liền mang chiếc nhẫn này dâng lên cho hoàng hậu. Nghe không? Người hầu thì làm sao mà dám, nghe không? Dám thủ cái viên kim cương được. Đấy, không dám cái nhẫn kim cương được. Thế là sợ quá là mang lên để trình hoàng hậu, dâng cho hoàng hậu. Vừa được báo công, nghe không? Vừa thật thà. Thế thì hoàng hậu Mạt Lợi xem xong rất vui mừng. Hoàng hậu mới thốt lời thế này: đây chẳng phải là chiếc nhẫn của ta hay sao? Hoàng hậu nhận ra đúng chiếc nhẫn của mình đấy rồi. Đúng chiếc nhẫn của mình đấy rồi. Đó. Thế là hoàng hậu liền đeo nhẫn vào tay và đi tìm quốc vương Ba Tư Nặc. Đây là hoàng hậu mới đi gặp vua Ba Tư Nặc. Khi gặp vua Ba Tư Nặc, hoàng hậu mới nói: thưa bệ hạ, chàng nhìn xem, chiếc nhẫn kim cương đã trở về rồi đây này. Bà chìa ngón tay ra cho ông xem. Chìa cho ông xem. Vua Ba Tư Nặc lúc này thì hết sức kinh ngạc. Và ông cũng vẫn khó chịu, vì chiếc nhẫn kim cương đó do chính tay ông cho người ném xuống sông. Thế mà cuối cùng ông cũng phải tin rằng không phải do ta ban cho nàng ấy, mà chính là phước báu của riêng nàng đã giúp nàng được hưởng nó. Nghe không? Thưa đại chúng, đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật trong lịch sử Phật giáo, các con ạ. Hoàn toàn có thật. Chúng thấy chiếc nhẫn kim cương cuối cùng lại vẫn trở về với hoàng hậu Mạt Lợi. Cái việc ấy là cái việc không thể tưởng. Nhẫn vứt xuống sông, các con thấy không? Thế rồi mà cá làm sao nó lại nuốt phải, là cái việc rất là hy hữu. Thế rồi mà cái người đánh cá lại đánh đúng con cá đấy, mang về chợ bán này, bán đúng cho cái người hầu của hoàng hậu. Các con thấy là bao nhiêu cái nhân duyên rất là đặc biệt. Và cái người hầu ấy cũng là không tham lam. Mổ ra nếu nó tham, nó giấu đi thì cũng không ai biết. Mà lại dâng lên cho hoàng hậu. Và chiếc nhẫn lại trở về với bà ấy. Thế thì khi mà cái nhẫn trở về này thì ông vua Ba Tư Nặc thì tin lời bà ấy rồi. Đúng là đây là phước báu của bà ấy, phước đức của bà ấy. Bà ấy được hưởng nó. Cho nên là không phải là do mình ban cho bà ấy. Không phải ban. Thế thì kinh thưa đại chúng, Thầy dẫn cái câu chuyện này để cho đại chúng mới thấy rằng là gì? Tất cả chúng ta sống ở trên đời này, mỗi người có một cái phước báu riêng khác nhau, nhiều ít khác nhau.
Và phước báu ấy như thế nào, chúng ta sẽ được thọ hưởng đúng như thế. Thọ hưởng đúng như vậy. Chúng ta muốn tranh hơn thì chúng ta sẽ bị mất cái phần này. Các con hiểu không? Ví dụ phước của mình nó chỉ ở một cái mức nhất định. Thầy nói ví dụ là nó chỉ là 50 phân thôi. Thế mà mình leo lên đến 1 mét là mình sẽ bị nạn, bị ngã rất đau. Đấy. Phước báu đấy. Thế và cái phước của mình ấy, thì cũng không ai có thể lấy đi được. Qua cái lời của Mạt Lợi Hoàng hậu trả lời cho vua Ba Tư Nặc thì các con biết ấy, thứ nhất, cái phước báu phải do chính mình làm, không ai cho phước mình được. Cho nên Đức Phật cũng nói, ta cũng không thể ban phước cho ai hay là giáng họa cho ai. Đức Phật còn không thể ban phước giáng họa cho bất kỳ một chúng sinh nào, thì cũng không thể có ông thần, ông trời nào ban phước giáng họa cho chúng ta được. Các con rõ chỗ này không?